Nguy hiểm của bệnh bạch hầu đến phụ nữ mang thai. Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính do độc tố bạch hầu được sản xuất bởi trực khuẩn gram dương Corynebacterium diphtheria hoặc một vài chủng khác. Bạch hầu bám trên bề mặt của họng và lây truyền theo hai con đường sau: đường hô hấp, hít phải vi khuẩn bạch hầu từ dịch tiết trong không khí của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với những đồ dùng có chứa vi khuẩn từ người nhiễm bệnh. Triệu chứng: mệt mỏi, khó chịu, ớn lạnh hoặc sốt nhẹ thoáng qua, đau họng, khan họng, ban đỏ nhẹ ở hầu họng, màng nhầy trắng, xám, dày, bám chặt vào vùng họng amidan, nổi hạch to ở cổ, khó thở, thở nhanh. Bạch hầu cũng có thể gây những triệu chứng trên da, thể bạch hầu trên da ít gặp, sần đỏ, đỏ da, sưng và đau. Những vết loét trên da có thể được bao phủ bởi màng xám. Nếu không được điều trị, bạch hầu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng: tắc nghẽn đường thở, viêm cơ tim, tổn thương thần kinh cơ gây liệt cơ hô hấp, liệt vận động. Tỷ lệ chết 5-10% theo WHO, tỷ lệ tử vong cao hơn ở trẻ em. Nếu được điều trị, tỷ lệ phục hồi cao, tuy nhiên thời gian phục hồi chậm. Ở phụ nữ mang thai, việc nhiễm bạch hầu có thể gây tử vong mẹ, thai lưu và đẻ non. Những người có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu, trẻ em hoặc người lớn không tiêm vaccine, người đi du lịch tới vùng có nhiễm khuẩn bạch hầu, người sống trong cộng đồng có điều kiện sống thấp. Phòng chống bạch hầu bằng cách tiêm vaccine. Vaccine bạch hầu được phát triển năm 1923 là loại thuốc hiệu quả và an toàn nhất cần có trong hệ thống y tế thế giới. Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ có khả năng 3-5% nhiễm bệnh. Vaccine Tdap đã được chứng minh rằng khi tiêm vaccine trong thời gian mang thai không gây bất cứ hậu quả nào cho thai, không làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng thai, không sảy thai, không sinh non, không làm tăng thêm triệu chứng tiền sản giật, không thai lưu và không có bất cứ ảnh hưởng nào đến trẻ sơ sinh khi mẹ tiêm Tdap trong thời gian mang thai. Tiêm Tdap cho sản phụ vào thời điểm thai 27-36 tuần để đảm bảo nồng độ miễn dịch cho em bé cao nhất trong vòng 4 tháng đầu sau sinh cho tới khi em bé được tiêm vaccine. Vaccine Tdap được khuyến cáo tùy trung tâm có thể tiêm lặp lại ở mỗi thai kỳ. Vaccine Tdap có thể có bầu ngay mà không cần chờ đợi. Phụ nữ cho con bú cũng có thể tiêm vaccine.